kinh tế Mỹ hoạt động ở tốc độ thấp trong nửa đầu năm 2024. Theo thông tin trên tờ Bloomberg vừa công bố, tăng trưởng kinh tế Mỹ có xu hướng suy giảm trong nửa đầu năm nay do tác động của lạm phát và chính sách duy trì lãi suất cao kéo dài của Cục Dự trữ Liên bang, Fed. Cụ thể, chi tiêu cá nhân, động lực chính của nền kinh tế, giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 1,5% trong quý đầu năm nay. Sự sụt giảm cũng được thể hiện rõ trong số lượng đơn đặt hàng và vận chuyển một số thiết bị kinh doanh. Trong khi thâm hụt thương mại lớn nhất trong 2 năm, thị trường việc làm yếu kém và việc mua nhà sụt giảm. Ông Bill Adam, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Comerica, đánh giá nền kinh tế lớn số 1 thế giới đang hoạt động ở tốc độ thấp trong nửa đầu năm 2024, dù chi tiêu cá nhân đã phần nào phục hồi trong tháng 5. Báo cáo chỉ số kinh tế của chính phủ cho thấy, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này đã tăng lên 100,6 tỷ đô la Mỹ trong tháng 5, mức lớn nhất trong 2 năm khi xuất khẩu giảm. Ngoài ra, các số liệu cũng thể hiện rõ sự gia tăng hàng tồn kho của các nhà bán buôn và bán lẻ. Theo nhận định, những dấu hiệu về căng thẳng tài chính, nhu cầu lao động khiêm tốn, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng và những thách thức từ đồng đô la Mỹ mạnh lên có thể sẽ tiếp tục cản trở tăng trưởng kinh tế Mỹ trong nửa cuối năm 2024. Trước đó, vào thứ Năm, ngày 27 tháng 6, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra cảnh báo thâm hụt ngân sách Mỹ và nợ tăng vọt đang đe dọa đến nền kinh tế toàn cầu. Cơ quan này nhấn mạnh Mỹ cần nhanh chóng có biện pháp giải quyết. Theo số liệu mới nhất của IMF, nợ quốc gia của Mỹ đã lên đến gần 35.000 tỷ đô la Mỹ. Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ đã tăng từ 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2022 lên 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Văn phòng Ngân sách Quốc hội, cơ quan giám sát tài chính tại Mỹ, hồi đầu tháng 6 dự đoán thâm hụt ngân sách có thể đạt 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm nay, chiếm khoảng 7% GDP. Mỹ đã đạt giới hạn nợ 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2023. Sau nhiều tháng cảnh báo của Bộ Tài chính Mỹ về nguy cơ vỡ nợ hiện hữu, Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật nợ vào tháng 6 năm 2023 đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công đến tháng 1 năm 2025. Điều này cho phép Washington tiếp tục vay không giới hạn trong suốt năm tới. Chưa đầy 2 tuần sau khi dự luật được thông qua, nợ chính phủ đã tăng vọt lên 32.000 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục duy trì cho đến hiện đại. IMF chỉ trích gay gắt các chính sách thương mại ngày càng quyết liệt của Mỹ, đặc biệt là leo thang căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Cơ quan này cho biết việc nền kinh tế số 1 thế giới tiếp tục gia tăng các hạn chế thương mại và không triệt để khắc phục những thách thức tồn đọng, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2023, có thể đe dọa nghiêm trọng đến nền tài chính toàn cầu. Tuyên bố của IMF chỉ là một trong những cảnh báo đối với tình trạng bội chi của Mỹ. Hôm thứ Ba, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết tỷ lệ nợ trên GDP của Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Theo OECD, năm ngoái, nợ quốc gia đã tăng lên 122% GDP. Ukraine được phê duyệt khoản vay lên tới 2,2 tỷ đô la Mỹ. Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 28 tháng 6 đã phê duyệt khoản vay trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine theo chương trình cho vay hiện có, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng của nước này. Tuyên bố của IMF nêu rõ khoản tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách cho Ukraine. Số tiền này nâng tổng số tiền giải ngân theo thỏa thuận cho vay 48 tháng lên khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva đánh giá bất chấp xung đột, sự ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính của Ukraine đã được duy trì thông qua việc hoạch định chính sách của chính phủ Ukraine cũng như sự hỗ trợ đáng kể từ bên ngoài. IMF cho biết trong quý 1 năm 2024, nền kinh tế Ukraine đã bền vững hơn dự kiến, song cảnh báo tương lai sẽ không mấy khả quan. Báo cáo của IMF cho biết triển vọng cho nửa cuối năm 2024 và năm 2025 đã xấu đi, chủ yếu là do xung đột và sự không chắc chắn về thời gian kéo dài cuộc xung đột này. IMF dự kiến nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng từ 2,5% đến 3,5% trong năm nay, dự báo cho năm 2025 là 5,5%. Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo nghiêm trọng về sự hủy hoại. Theo Phó Thống đốc thứ nhất Ngân hàng Trung ương Nga Vladimir Chistyukhin, Nga phải tìm những cách khác để thanh toán cho hàng xuất khẩu, nếu không nền kinh tế bị trừng phạt của nước này sẽ phải đối mặt với sự hủy hoại. Bình luận của ông Chistyukhin được đưa ra sau quyết định của các chi nhánh Nga thuộc các ngân hàng Trung Quốc về việc ngừng xử lý các khoản thanh toán bằng nhân dân tệ với các ngân hàng Nga bị Mỹ trừng phạt. ICBC, China, Citic Bank và hầu hết các ngân hàng Trung Quốc khác đều có chung phản ứng này trong bối cảnh áp lực trừng phạt của phương Tây ngày càng gia tăng.
Phát biểu tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg ngày 28 tháng 6, ông Chistyukhin cho biết Nga phải phát triển mọi phương thức thanh toán để giải quyết vấn đề ngày càng gia tăng về chuyển tiền quốc tế trước các lệnh trừng phạt. Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nga đề xuất các giải pháp thay thế như hoán đổi tín dụng và tiền điện tử. Ông nói rằng nếu không có cách nào để thanh toán cho các sản phẩm tại quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu và nhập khẩu của chúng tôi, thì sẽ chỉ là sự hủy hoại. Ở động thái liên quan, Giám đốc Tài chính của VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Moscow trong tháng này đã làm phức tạp hoạt động ngoại thương của các ngân hàng Nga. Vào ngày 12 tháng 6, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch Moscow, ngừng giao dịch các cặp tiền tệ với đồng đô la Mỹ và đồng euro. Mỹ và các nước khác cũng đã công bố một làn sóng trừng phạt mới đối với 300 cá nhân và tổ chức tại Nga và một số khu vực khác, với cáo buộc đã giúp đỡ Moscow trốn tránh lệnh cấm vận của phương Tây. Lệnh trừng Nga mở rộng gia tăng rủi ro cho các tổ chức tài chính khi liên quan tới nền kinh tế chiến sự của Nga, loại bỏ các con đường lách các hạn chế, đồng thời làm giảm khả năng của Nga được hưởng lợi từ việc tiếp cận công nghệ, thiết bị, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của nước ngoài. Gói trừng phạt cũng nhắm vào các công ty có trụ sở tại Trung Quốc bán chất bán dẫn cho Moscow. Trước đó, một nguồn thạo tin tại các ngân hàng Trung Quốc hoạt động ở Nga nói với Reuters rằng các chi nhánh ở Nga của các ngân hàng Trung Quốc đã ngừng xử lý các khoản thanh toán cho thương mại Nga-Trung bằng đô la Mỹ và euro. Mỹ buộc tội 193 người trong vụ gian lận y tế trị giá 2,75 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 27 tháng 6 cho biết cơ quan này đã buộc tội hình sự 193 người vì tham gia vào các chương trình gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá 2,75 tỷ đô la Mỹ. 193 người bị cáo buộc gồm 76 bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế khác. Chiến dịch kéo dài 2 tuần đã bắt giữ các bị cáo bị buộc tội phân phối trái phép hàng triệu viên thuốc kích thích Adderall. Vụ án gian lận chăm sóc sức khỏe này cũng liên quan tới khoản tiền 176 triệu đô la Mỹ liên quan tới gian lận điều trị lạm dụng ma túy và rượu. Trong đó có một bị cáo buộc thanh toán cho chương trình Medicaid liên bang để điều trị không đầy đủ hoặc không phù hợp. Vụ việc cũng nhắm vào các chương trình liên quan đến y tế từ xa, trong đó buộc tội 36 bị cáo vì trục lợi hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ từ chương trình Medicare. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một cuộc họp báo rằng Bộ Tư pháp sẽ đưa ra công lý những tội phạm lừa gạt người dân Mỹ, trục lợi bất chính từ các chương trình do người dân đóng thuế tài trợ và khiến mọi người gặp nguy hiểm để trục lợi. Chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 231 triệu đô la Mỹ tiền mặt, xe sang, vàng và các tài sản khác trong hoạt động thực thi pháp luật trải dài trên 32 đặc khu hành chính liên bang này. Các công tố viên liên bang đã buộc tội 7 người liên quan đến công ty khởi nghiệp khám bệnh từ xa Dan Global, có trụ sở tại thành phố San Francisco, về tội phân phối bất hợp pháp Adderall, một loại thuốc kích thích dùng để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, thường được gọi là ADHD. Một y tá tại công ty Dan Global bị cáo buộc kê đơn 1,5 triệu viên Adderall trong khi ít tương tác với bệnh nhân. Người sáng lập công ty và bác sĩ chủ nhiệm đã bị buộc tội vào đầu tháng 6 này. Giới chức Mỹ cho biết các kế hoạch gian lận y tế trên có thể đã đóng một vai trò nào đó trong việc dẫn đến tình trạng thiếu thuốc Adderall trên diện rộng trong những năm gần đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechinhkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!